Xin chào tất cả anh em đồng hương của Vườn Việt UK cùng toàn thể ông bà anh chị em có đam mê làm vườn. Như vậy là chúng ta chỉ còn 20 ngày nữa là bắt đầu bước sang mùa xuân ở UK chúng ta. Thì bây giờ là cái thời điểm chúng ta chuẩn bị dọn dẹp vườn và bắt đầu có thể trồng được những cái rau chịu lạnh được cho đầu mùa xuân, đặc biệt là như những rau tần ô cải cúc, rồi cải canh, cải ngọt, cải song và xà lách. Chúng ta có nhà kính thì bây giờ chúng ta cũng đã trồng được rồi. Đặc biệt là cải song cần nước và cải đắng thì cải canh thì bây giờ là trồng rất là tốt ở trong nhà kính, nó không có sâu bọ và phát triển rất là tốt. Và để chia sẻ cùng ông bà anh chị em một chút về cái thời gian trồng và cái cách mà chúng ta có thể chế biến cái đất cũ lại cho nó nhanh nhất và chúng ta đỡ bị lãng phí, tại vì compost bây giờ mua cũng khá là đắt. Và để tái sử dụng cái đất cũ nhanh nhất và hiệu quả được ấy, thì hôm nay Paul xin chia sẻ với ông bà anh chị em về cái cách tái sử dụng đất cũ cùng với kia farm yard manure, là một cái loại phân trồn, phân bò gì đó mà cái loại phân họ dùng để cho farm ấy, thì chúng ta trộn mấy đất cũ thì nó rất là nhanh và hiệu quả. Paul đã làm thử năm ngoái, cuối mùa năm ngoái Paul đã thử thí nghiệm thì nó rất là tốt. Thì hôm nay Paul xin chia sẻ với ông bà anh chị em vào cái đầu xuân này, để ông bà anh chị em nếu như ai mà muốn dùng lại cái đất cũ thì chúng ta chế biến cách này nó dễ hơn là dùng bằng nó trồng được ngay instant, có nghĩa là chúng ta trộn xong thì chúng ta trồng được ngay, chứ không phải như là ủ như là phân gà mấy gì thì chúng ta phải ủ khoảng mấy ngày hay 1 tuần 2 tuần thì nó mới càng tốt, nó để cho nó tan hết ra, nó ngấm vào đất đấy thì nó tốt hơn. Còn chúng ta trộn đất cũ bằng cái farm yard manure ấy thì là chúng ta trồng được ngay. Thì hôm nay Paul xin chia sẻ với ông bà và anh chị em về cái cách trộn phân, và Paul cũng sẽ trộn và bắt đầu trồng một ít cải cho mùa xuân năm nay để cho gia đình. Thì bây giờ là cô sẽ chỉ cho ông bà anh chị em cái cách trộn như thế nào nhé. Thì ở đây cô có để hai cái ví dụ cho hai cái bao đất farm yard manure. Ông bà anh chị em có thể mua cái đất này ở Garden Center nhé. Thì đây là cái farm yard manure, là cái phân trộn đấy, thì chúng ta có thể trộn vào và để trồng cho rau, tất cả các loại rau chúng ta đều trồng được nhé. Thì nó instant, chúng ta trồng được ngay, thì không phải đợi gì cả, trộn xong thì chúng ta trồng được và trộn cho đất cũ. Thì đây là cái bao bì, thì cô quay rõ đây để ông bà anh chị em nếu mà ai muốn trộn muốn mua thì có thể mua nhé. Thì đây là cái farm yard manure và cái tỷ lệ trộn đấy thì họ có hướng dẫn ở đây, ở cái bao bên cạnh đây cô quay rõ cho mọi người coi nhé. Thì cái tỷ lệ trộn là mix one part of manure with five part of soil, five part soil nhé. Thì các bạn có thể dùng một cái phần của phân trộn và 5 phần đất chúng ta trộn với nhau, 5 phần đất nhé. Thì chúng ta trộn đều vào với nhau, sau đó rồi chúng ta bỏ ra trồng. Thì đây là cái farm yard manure, thì ông bà anh chị em có thể mua ở Garden Center về chúng ta trộn với đất cũ để chúng ta trồng nhé. Đấy, thì đây là Paul quay rõ hai cái bao đất ở đây, cái bao phân ở đây để cho mọi người coi nhé. Đây là toàn bộ cái đất cũ mà Paul đã phơi khô, sau đó rồi Paul đã đổ xuống đây và đã để cho nó ẩm lại đây. Thì bây giờ Paul sẽ dùng cái đất cũ này, toàn bộ đất cũ này thì Paul sẽ trộn lại. Về cái tỷ lệ trộn thì là một phần đất, 5 phần đất và 1 phần phân nhé cả nhà. Cả nhà lưu ý là trộn cho đúng nhé. Mọi người có thể cho vào bất cứ cái chỗ nào, chúng ta có thể đổ vào một khu đất nào hay gì đó, hay vào cái chậu hay gì chúng ta có trộn, tùy chúng ta trồng bao nhiêu. Thì đây Paul có cái wheelbarrow đây, thì Paul đổ vào trong cái wheelbarrow này, Paul trộn nhé cả nhà. Thì bây giờ Paul sẽ đi trộn phân cho mọi người coi. Trước tiên thì chúng ta hãy cắt cái bao phân ra, bạn hãy cắt ra, ta hãy cắt cái bao phân cái ở trên đi đấy, để nó sơ ra như vậy. Thì chúng ta cắt cái bao phân ra, sau đó rồi cô sẽ xúc đất này vào. Thì đây là đất cũ, cho vào trong này để trộn. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Thì tùy theo cái diện tích chúng ta có được bao nhiêu ấy thì chúng ta có thể trộn bấy nhiêu.
Thì bây giờ phô cho 10 xẻng của cái đất cũ thì phô sẽ cho 2 xẻng của cái phân trộn. Mà cái này cái không đong được đầy thì chúng ta có thể áng chừng nhé, thêm thêm chút thì cái này có thể cái xẻng này nó không được đầy ấy thì phô cho 3 xẻng, tại vì cái này nó sẽ vơi hơn đất. Đấy thì phô sẽ trộn bằng 3 xẻng phân trộn vào trong này, hai hai xẻng thôi nhưng 3 xẻng vơi vơi thì cũng tính 2 xẻng nhá. Thế là chúng ta trộn đều với đất cũ. Để cho tốt hơn nữa thì bây giờ trộn xong rồi ấy thì chúng ta đeo găng tay vào. Tôi sẽ đeo găng tay vào rồi chúng ta bóp cho nó đều ra, tại vì cái phân này nó đóng cục ấy, nó bón hòn nhiều lắm, thì chúng ta có thể đeo găng tay vào và chúng ta nhào cái đất tơi lên. Thì chúng ta đeo găng tay vào, chúng ta nhào bóp đất tơi ra như này này, cho cái phân nó đều với đất. Sau đó thì chúng ta bỏ vào trong chậu trồng đấy, như này này. Mọi nhìn cái phân nó có những cái cục phân như này, nó tảng như này ấy, thì chúng ta nên bóp tơi ra như này ấy, nó nhỏ thì nó trộn vào đất nó tốt hơn, chúng ta trồng nó tốt hơn nhé cả nhà. Đấy. Đấy, chúng ta đeo găng tay chúng ta nhào đều lên. Chúng nên nên trộn từng ít một ấy thì nó dễ hơn, chúng ta trộn từng ít một thì chúng ta nhào nó dễ hơn. Đấy. Bây giờ họ sẽ bóp tơi hết ra, nó tơi cái đất nó tơi hết ra. Đấy. Nhào đều nó tơi hết ra như này này. Nếu mà chúng ta thấy có cái nào nó đóng cục cái thì chúng ta bóp tơi ra để cho nó hòa vào mấy đất thì nó đều hơn, nó tốt hơn. Để chúng ta cứ nhào kỹ nhá cả nhà. Cứ nhào khi nào mà chúng ta bóp, khi nào không thấy nó có cái đất nó không có cục nữa ấy. Đấy, những cái nó khô lại như này. Cái phân này họ ủ rồi ấy cả nhà, nó không có mùi lắm đâu, nó hơi hôi hôi một chút thôi, nhưng mà chúng ta trộn vào trong đất thì nó không có mùi nữa. Thì chúng ta trồng. Ok. Đấy, phô cứ nhào đều này, chúng ta bóp nó tơi hết ra để cho đảm bảo là cái phân nó ngấm hết vào trong đất. Đấy, chúng ta nhào đều ở bên dưới lên. Chúng ta Đấy, bây giờ thì phô thấy là cái đất nó khá là tơi rồi. Cái đất nó khá là tơi rồi thì bây giờ chúng ta có thể bỏ vào trong chậu trồng nhá. Thì phô sẽ bỏ vào trong chậu trồng. Thì đây là một số chậu của phô. Phô sẽ trồng bằng cái chậu 7 lít rưỡi nha cả nhà. Đây, bây giờ thì chúng ta trồng trực tiếp được ngay. Và sau một hồi trộn phân cùng với đất cũ thì phô cũng đã trộn được những cái chậu đất hai bên đây cả nhà coi. Thì phô dùng hết một bao farm yard manure. Xin lỗi quý vị là cái phân này ấy không phải là phân trồn, mà không biết là phân bò hay phân ngựa gì đó, tại lúc sớm phô nói là phân trồn nhưng mà không phải là phân trồn, tại nó là phân bò hay phân ngựa gì đó. Nhưng mà họ không có đề ở đây là loại phân gì, cho nên là phô đoán là phân bò hay phân ngựa gì đó. Thì là cái phân mà họ cái đề là farm yard manure, chúng ta mua về để trộn vào đất nhé. Thì tất cả những cái cách trộn này ấy, thì phô cũng đã thí nghiệm vào cuối mùa hè năm ngoái và mùa thu, phô trồng rất là tốt. Thì tất cả những cái gì phô nói cho quý vị ấy thì là phô cũng đã thí nghiệm và phô đã thử trước, nó hiệu quả thì phô mới chia sẻ với ông bà anh chị em để cho mọi người có thể làm được, và chúng ta đỡ phải lãng phí cái đất cũ. Cái đất cũ thì nó cằn cỗi rồi thì chúng ta trồng lại nó không tốt. Thì cái cách của phô làm như vậy ấy, thì phô chia sẻ cùng ông bà anh chị em thì chúng ta đỡ bị uổng cái đất cũ vất đi. Mà nếu như chúng ta cứ tiếp tục đổ đất mới lên thì trong vườn của chúng ta sẽ đầy hết lên, nó không có chỗ nào để chứa nữa, đúng không? Thì chúng ta tái sử dụng lại như vậy thì nó chỉ mất rất là ít cái diện tích mà chúng ta phải cần mua, mất rất là ít đất mới, chúng ta chỉ cần mua phân và chúng ta trộn vào thêm mỗi một năm như vậy ấy, thì nó tiết kiệm cho chúng ta rất là nhiều và trồng cũng rất là hiệu quả. Thì đây là toàn bộ cái đất mà Pô đã trộn xong, và bây giờ thì Pô sẽ đi lấy cây giống và trồng đây vào đây cho cả nhà xem nhé.
Đây, mọi người coi là đây là những cái cây cải, hạt cải mà phô vãi xuống dưới vườn vào lúc đầu tháng 12 ấy. Thì bây giờ là cái thời điểm mà cây rau nó phát triển rất là tốt. Thì như tuần trước nó còn bé xíu, tuần này thì nó đã tốt như thế này. Thì bây giờ là cái thời điểm mà cây rau nó phát triển rất là tốt. Thì phô sẽ đánh ra trồng. Nhưng mà cái này là không trồng nữa nha cả nhà. Vì cái cây này là quá to rồi. Chúng ta không trồng được nữa nhá. Như này chỉ để một tuần nữa nó to lên thì phô sẽ nhổ đi ăn thôi. Bởi vì cái này ấy, tuần trước nó bé xíu và tuần này phô thấy nó phát triển như này ấy, rất là tốt. Thì đây là những cái cây giống mà phô sẽ đánh ra trồng. Thì nó nhỏ bằng này ấy, tuần trước nó bé tí nhưng tuần này nó to như này ấy. Thì phô sẽ đánh ra trồng. Thì đây là những cái hạt giống mà phô vãi vào trong những từng khu vực, từng cái chậu một như này ấy cả nhà. Đấy, thì vãi vào đây thì để qua mùa đông ấy. Thì bây giờ nó bắt đầu sang xuân, đầu cuối mùa đông, đầu xuân thì nó phát triển đến như này. Thì cái cây giống này nó rất là khỏe, tốt. Thì bây giờ chúng ta sẽ đánh ra trồng nhé. À, mọi người nhìn cái cây giống này phô bỏ đây thì bây giờ nó vãi rất là tốt, rất khỏe, không có sâu bọ hay cái gì hết đấy, nó rất là cứng chắc như này, khỏe như này. Thì đây đấy, phô cứ vất hạt xuống đây ấy, năm nào cũng vất như này ấy, thì khi nào mà phô thấy cái cây rau nó phát triển được như này ấy thì phô đánh ra trồng nhé cả nhà. Bây giờ phô sẽ đánh ra trồng. Thì trước khi đánh cái cây giống ra thì chúng ta dùng một cái ba chia như này cả nhà. Thì chúng ta chọn cái cây nào mà nó to khỏe, cây nào đẹp ấy thì chúng ta đánh ra trồng nhá. Còn những cây nào mà nó không khỏe thì chúng ta vứt đi, tại vì như này nó nhiều lắm, không có làm gì hết. Chúng ta chỉ cần vãi một ít vào con cái chậu như này ấy thì chúng ta trồng nó rất là nhiều đấy. Thì chúng ta cầm cái ba chia chúng ta đánh lên thì ra cây giống này, nhìn mọi người nhìn cây giống rất là cứng khỏe đẹp như này. Thì khi chúng ta trồng ấy thì mọi người lưu ý là cái gốc đây là cái rễ của nó, chúng ta trồng sẽ chạm đến đây nhá, chúng ta trồng sát xuống tới đây. Thì lát nữa phô sẽ chỉ cho cả nhà nhé. Thì đánh ra như thế này. Thì phô sẽ đánh ra từng cây một và chúng ta sẽ trồng. Thì phô chọn những cái cây nào nó khỏe đẹp thì phô sẽ đánh ra. Còn cái cây nào nó không gì thì chúng ta vứt đi. Bởi vì cái đất nó tơi như này ấy thì chúng ta nhấc lên ấy thì toàn bộ cái rễ nó, cái đất nó tuột hết ra cái rễ như này ấy, thì nó không có ảnh hưởng gì đến rễ. Cái cây không có bị chết, chúng ta trồng vào nó bén rễ rất là nhanh. Nó lên rất là nhanh. Đây. Phô chọn những cây nào nó khỏe đẹp, còn cây nhỏ này thì vứt đi, tại vì nó nhiều, vãi như này thì nó lên nó nhiều lắm thì chúng ta không thể nào trồng hết được. Thì chỉ chọn những cây nào đẹp thôi thì chúng ta trồng. Đấy, đánh ra như này thì phô sẽ đánh ra và sẽ đem đi trồng. Chúng ta trồng như này bây giờ ấy, có cây giống như này, phô có cây giống sẵn như này rồi ấy thì chúng ta trồng chỉ đến cuối tháng 3, là chúng ta khoảng 4 đến 5 tuần nữa là chúng ta có rau ăn thoải mái. Thì vào cái thời điểm hiện tại thì cái cải này ấy, nó lên rất là nhanh. Nhưng mà chúng ta trồng đúng cách ấy, nó lên rất là nhanh, ở trong nhà kính ấy, thì nó phát triển rất là tốt, nên rất là nhanh và nó non, không có sâu bọ gì cả vào cái thời điểm hiện tại. Thì không có sâu và không có cái con gì để ăn rau cả. Cả nhà nhìn này, tất cả những cái cây giống của Po bây giờ nó rất là cây nào cũng cứng khỏe như này ấy, vì nó đã chịu qua cái lạnh của mùa đông rồi ấy. Thì khi bắt đầu nó phát triển lại như này thì cái cây giống nó lên rất là tốt. Bây giờ Po đem này đi trồng nữa nhá cả nhà. Và bây giờ thì Po bắt đầu trồng nha mọi người. Thì trước khi trồng ấy, chúng ta cầm cái kéo, các bạn cắt hết những cái lá dưới gốc, hai ba những cái lá hạt dưới gốc như này. Đấy, để lại mấy cái lá ở trên, chúng ta cắt sạch đi như này. Thì chúng ta trồng thì những cái lá dưới nhỏ ấy nó không có lên được đâu, tại vì cái đấy là cái lá nó lá gốc mà. Thì chúng ta cắt nó đi để cho nó đỡ phải lui cái lá đó thì nó sẽ tốt hơn cho cây rau nhé cả nhà. Đây những cái lá nhỏ này này. Chúng ta cắt nó đi, những cái lá nhỏ dưới gốc ấy chúng ta cắt đi. Đấy. Cắt mấy cái lá nhỏ đi. Đấy, để như này thì nó đỡ bị lui thì đỡ bị tốn dinh dưỡng của cái cây. Đấy, những cái lá dưới này thì nó không có phát triển được nhá cả nhà. Chúng ta cắt đi. Đấy, sau đó thì chúng ta trồng khoảng vài tuần nó lên nữa ấy, thì nó nảy ra hai cái lá trong thì tiếp tục hai cái lá này chúng ta cắt tiếp đi nhá. Khi mà chúng thấy phát triển nó cắt thì chúng ta chỉ để lại như này thôi. Thì chúng ta trồng thì nó phát triển rất là tốt. Đấy, thì phô sẽ cắt đi, cắt hết đi. Phô vừa cắt nó còn thiếu 11 cây nữa, vừa mới đánh cho đủ thì bây giờ phô lấy thêm 11 cây nữa và tiếp tục tỉa đi và để trồng nha cả nhà. À, vậy là phô đã tỉa xong nhá cả nhà. Bây giờ thì phô bắt đầu đem đi trồng nhá cả nhà. Thì ông bà anh chị em lưu ý là cái cây rau này ấy thì chúng ta hãy trồng nó xuống tới cái cổ này nhá, tới sát cái cổ lá này ấy để cho nó giữ cái gốc chắc. Trồng thì chúng ta dùng cái ba chia, chúng ta bới một cái lỗ đất nhẹ nhẹ ở trong cái chậu, rồi chúng ta đặt cái cây rau xuống, chúng ta nhẹ nhẹ để nó vào và chúng ta bắt đầu như ấn nhẹ nhẹ xuống cho cái cây rau thẳng đứng và nó giữ chắc cái gốc của nó. Tất cả như vậy chúng ta chỉ làm nhẹ nhẹ như thế thôi. Đấy. Ông bà anh chị em yên tâm là cái cải này ấy, nó sống rất là khỏe và nó không có bị đứt rễ được. Chúng ta đánh ra như này ấy, thì nó nguyên cái rễ này chúng ta chỉ trồng xuống 2 ngày là nó sẽ bén rễ. Đấy. Nó sẽ bén rễ ra cái đất mới và bắt đầu phát triển. Trong 1 tuần là chúng ta thấy cái cây rau của chúng ta nó rất là cứng lại rồi. Thì sau đó khoảng
hai tuần cái cây rau tốt, đến tuần thứ tư là chúng ta ăn được rồi. Đấy. Vào thời điểm hiện tại chúng ta trồng thì bắt đầu cuối tháng 3 là chúng ta có rau ăn rồi. Mọi người cứ yên tâm là cuối tháng 3 là rau cải này chúng ta ăn thoải mái rồi. Tôi đã để ra từng chậu từng cây một thì bây giờ chúng ta chỉ trồng xuống như này thôi, nó rất là đơn giản và rất là nhanh. Cả nhà coi, toàn bộ cải đây cô đã trồng xong và toàn bộ cái đất này là tái sử dụng 100% nha cả nhà. Đấy, đây là cô đã trồng xong hai bên, bên này nữa, đây cả nhà. Đấy, chúng ta trồng sát xuống như thế này thì cái cây rau nó cứng và nó sẽ phát triển tốt hơn nhé. Cô trồng một chậu một cây thì bây giờ chúng ta bắt đầu tưới nước nhé. Chúng ta chỉ cần tưới nước nhẹ nhẹ vào, tưới nước vào để cho cái đất nó giữ mịn xuống thôi, đừng tưới quá nhiều nhé cả nhà, tại vì cái cây rau này nó chưa có ăn dễ, chúng ta chỉ cần cái đất nó ẩm thôi. Và cả nhà lưu ý là mùa đông ấy, mùa này ấy, thì nó chưa có nắng thì chúng ta không cần tưới nước quá nhiều nhé cả nhà, có thể 4 5 ngày, 3 4 ngày mới cần tưới một lần, mà chúng ta chỉ tưới ít thôi nhé. Cả nhà hãy lưu ý chỉ cần giữ cái độ ẩm cho đất chứ đừng có tưới quá nhiều. Tưới quá nhiều thì bây giờ cái cây rau nó còn nhỏ ấy, nó chưa có hấp thụ được nước quá nhiều, và sau đó nếu chúng ta tưới nhiều nước quá ấy, thì nó sẽ bị chảy ra ngoài, cái chậu của chúng ta nó có lỗ ở dưới ấy, thì nó sẽ bị chảy đi thì toàn bộ cái phân ấy nó sẽ bị trôi hết đi đấy. Thì chúng ta tưới ít thôi, chỉ giữ đủ độ ẩm cho nước, tại vì đây là cái đất này là lần đầu tiên thì phô tưới hơi nhiều một chút để cho nó ẩm, cái đất nó ngấm xuống dưới ẩm ấy. Miễn sao chúng ta tưới đừng để cái nước nó chảy ra ngoài. Nếu mà chúng ta tưới quá nhiều ấy thì chúng ta phải lấy cái khay hứng lại ở bên dưới, chúng ta có cái chuây ấy, chúng ta hứng lại cái chậu nhá cả nhà. Đấy, để cho cái phân ấy nó đỡ bị chảy ra ngoài mất. Còn nếu mà chúng ta tưới quá nhiều ấy thì bây giờ khi cây rau của chúng ta cái bộ rễ của nó còn quá ít, nó chưa có hấp thụ được cái nước đủ, thì chúng ta tưới nhiều quá cái phân của chúng ta trong đất ấy nó sẽ trôi đi hết. Tới khi cái cây rau lớn ấy thì nó không còn cái chất dinh dưỡng ở trong đất nữa. Khi mà cái bộ rễ cây rau đủ ấy thì nó không còn cái chất dinh dưỡng trong đất nữa, thì nó không còn cái gì cho nó ăn nữa, thì nó không có phát triển được nha cả nhà. Đấy, các mọi người nên lưu ý thì giữ đất cho ẩm thôi, tại vì hiện tại UK của chúng ta thì hiếm khi có nắng ấy, nó chỉ có nắng thì 1 2 tiếng một ít thôi ấy, sau đó thì trời lại mát, cho nên là chúng ta không cần tưới nhiều, 3 4 ngày chúng ta mới cần tưới một lần. Tất cả đã được trồng xong ngay ngắn thì phô trồng ở trên sàn đấy cả nhá. Đấy, toàn bộ là chậu này phô để ở trên trên sàn đấy. Trong cái nhà kính ấy nó ấm, nó lên rất là nhanh. Đấy, như vậy là xong nhá cả nhà. Và như vậy là phô đã trồng xong mấy chục chậu cải cho cuối đông và đầu xuân. Thì bây giờ phô tạm dừng cái video này đây. Một lần nữa phô xin kính chúc toàn thể ông bà anh chị em thật nhiều sức khỏe, và chúc tất cả các bạn đam mê làm vườn thì trồng được những cái cây rau tốt nhất cho gia đình chúng ta mỗi ngày, để cho chúng ta có những cái rau tươi tự tay chúng ta trồng trong bữa cơm của gia đình mỗi ngày. Xin chúc tất cả ông bà anh chị em thật nhiều sức khỏe, và chúc mọi người làm ăn thuận lợi, bình an hạnh phúc trong cuộc sống. Nếu mọi người thấy video của Phô có gì hữu ích thì xin nhấn like và đăng ký kênh để chia sẻ với bạn bè, ủng hộ cho Phô. Phô xin chân thành cảm ơn rất nhiều.